Rồi ok, chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ mang đến cho mọi người một chiếc Accenter 2010 năm B71 khuôn tay. Và có thể nói là cái xe này là một cái xe mà mình dọn mình thay đồ khủng khiếp từ nhất từ trước đến giờ luôn. Và tổng giá trị con xe này mình dọn luôn tiền công là 32 triệu đồng. Mọi người thấy ha, nhìn nó không coi hết nhưng mình dọn tới 32 triệu đồng. Thì bây giờ không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái tình trạng ban đầu cũng như là cái quá trình mình thay đồ mình đã ghi quay lại hết luôn, cho nên mình sẽ không review nữa ha. Mình cho mọi người coi từ đầu đến cuối luôn để cho mọi người hiểu coi cái bản chất của mình thay đồ con xe này như thế nào. Xe này hồi nãy nói là mình dọn mình thay nhiều không, chứ mình dọn chỉ là dàn chân này kia là mình sơn lại thôi. Còn nhiều là hầu như là mình đa phần là mình thay hết. Ok, cho mọi người xem cái quá trình mà mình thực hiện cái con xe này nha. Tại vì mình hơi bệnh, đang bệnh nên mình không cảm giúp mình nha, mình không có review nữa ha. Losing my touch with reality. Driving all day, searching all night. Can't seem to focus this double sight. This is a tale sworn in a sight. Specific frequency. Xe này anh cũng mua lại và nói chung là nhìn nó cũng còn mới thôi, thật ra nó cũng còn nhiều chi tiết để sửa lắm mọi người. Thì mình đang rảnh cho nên là mình rã tối trong đêm luôn á, cho nên là mình xin phép anh em là mình quay tối, thì có gì thiếu ánh sáng anh em không cảm giúp mình ha. Thì sau đây mình cũng sẽ cho anh em xem cái nhìn ngoài trước ha. Thì trước tiên là xe này đem đến thì lúc đó thì mình đợi không được, dàn điện này kia nó bị mát chạm giật hết anh em, hồi lên rồi không thấy đợi này kia cũng không được luôn. Cụm này kia là mấy cái cụm này nó quèn hết, nó làm taro lại rồi ha. Thì mình sẽ hai cái cụm này bao tay cũng bao tay lô rồi kia hết. Nói chung là nhìn cái xe nhìn tổng thể còn mới nhưng mà chi tiết này kia rất là nhiều cái phức tạp mọi người. Ở đây thì yên đã làm sẵn rồi. Và phần công thì cái dàn điện này thì chắc mình sẽ thay hết ha. Đó, rồi cái phức công này. Ốc ép là cũng tùm lum hết rồi. Bánh mâm thì bị xì, đã là bị xì hết đi cái dòi CNC sinh bo nhưng mà không biết sao chắc nó bị xì rồi, thì bây giờ nó mềm rồi. Nhâm sinh dĩa cũng đã thay mới rồi nhưng mà mấy con ốc này là không phải của nó ha, đi bắt ốc vô chứ không phải là nó, là phải đi đi xong cùi với lại tán chứ không phải đi cái này nha. Ốc ép này nói chung là cũng tùm lum tạp nhiều. Cần số thì đã cần số 26 sẵn rồi nè, thì anh muốn dọn riêng lại mẫu GB 29 đi ổ khóa lại ha. Đó, rồi dĩa cũng phải dĩa của nó, dĩa đồ chơi và heo thì heo của nó. Nó hiếu tùm lum lặt vặt một vài thứ, bát này cũng giải ha. Ở đây không có bát luôn nè. Rồi bô thì cũng sẽ hai bô mới luôn, cái bô này nó bị một rồi lủng lum hết rồi, sẽ hai một bô mới. Ốc mấy ốc bô này cũng không đúng của nó ha. Ốc thì này có hơi sét sẹt cũng không đúng luôn nè, không muốn tán gấp luôn nè. Rồi sẽ sơn lại toàn bộ luôn, rớt sườn làm hết lại toàn bộ. Cái này mình sẽ hay là cái cần xi bóng. Mâm thì sẵn 58 cây mới rồi, vỏ mới rồi. Mình làm là full hết luôn thì nó trong vòng 30 triệu lại. Mình đưa cho mình đông 30 triệu lại, làm cứ làm full hết lại cho nhảnh ha. Đồng hồ thì hỏi là kim sang hư. Kim sang hoa sang hư cái đồng hồ rồi, không nó không có xuống sang. Đó, chập giật. Rồi thì mình quay sơ báo tình trạng thôi.
đuôi đèn kia là ắc bi hết, sẽ hai được hết đó. Cùi dĩa thì bởi đèn cùi dĩa này kia ha, cuộc nó sẽ là cuộc mới sinh đôi luôn. Rồi vậy nha, thì bây giờ mình tiến hành mình rã luôn, sau đó mình quay bên trong tiếp tục cho mọi người xem coi bên trong có vấn đề nữa hay không. Rồi thì tạm thời mình đã mở cũng như là hết vòng ngoài ra rồi ha. Thì nói chung là mình thấy xe này nó khá là nhiều cái thứ để cần nói và khá là nhiều thứ phát sinh lặt vặt rất là nhiều. Thứ nhất là cái phần dàn điện, thì trước tiên là cùm cũng nói ha, cái phần đồng hồ mà thấy ha, đó mình bằng lát luôn ha, bởi nứt hư và ta bùa phải dán lại này kia thôi và cắt nói điện lên. Đồng hồ này thì là chỉ có cắt là hai viên đồng hồ mới rồi thì chắc chắn đây một phần. Rồi dây điện sườn thì trước đây thì khúc bên đây thì mình thấy không có cắt, cái chỗ này thì người ta có bỏ cái chua dắt ra thì mình sẽ cắm lại ha, và mình sẽ kiểm tra phần dưới cho nó còn có bị cắt nối gì phần cái dây điện sườn này hay không. Nếu như mà không có thì mình giữ lại mình quấn lại, còn nếu mà cắt nối nhiều quá thì thôi mình thay mới luôn. Tại vì nói chung là xe này cũng dọn cao tiền chứ không có thấp như mọi người. Ở đây thì thiếu luôn một con ốc mô pin đây ha, và ốc ở xe này nó sai vị trí, nó sai đủ thứ hết, kể cả ốc mấy cái ốc bình xăng này đều sai hết ha. Rồi thì những cái chỗ này đó mình sẽ cố gắng kiếm được ốc zin bao nhiêu hay bấy nhiêu, chứ mình không có nói có thể là kiếm được hoàn toàn mọi người. Tại vì xe này thật sự là không có chỗ nào mà ốc nó đúng hết, chặt hết. Thì mình nói vậy ha, nói chung mà này mấy con này này cũng không phải ha, chặt hết nè mọi người, này ốc lô ha. Đó, nè, chặt hết. Thì mình sẽ kiếm ốc zin được thì kiếm, còn không thì mình đi ốc inox thôi. Tại da hay này là ốc zin của Honda hay ốc, nếu mà chủ đó là ốc zin của xe khác hoặc là xe Honda hoặc là gì đó, nhưng mà vẫn giống như dù chỗ này mình có thể lấy ốc hộp gió của thằng Honda mình gắn qua vẫn được, vẫn là ốc zin thôi, nhưng mà ốc đi mấy cái ốc bậy gì được. Đó, toàn là ốc, toàn là bậy không hết mọi người. Này ốc mấy con ốc này này, ốc bắc này là toàn là những ốc ấy không à, ốc đô không à. Rồi thì phần két nước thì xe này gắn két nước qua cái hộc bên phải luôn, tại vì không có cái bát bên đây. À, bên đây mọi người thấy không có bát két nước, giữa cái nước bên đây thì mình sẽ cố gắng kiếm bát bọng này kia về đúng vị trí ban đầu của nó hết. Máy móc á, thì đây nói luôn ha, máy móc xe này thì mình thấy là nó rớt rồi, xe đã rớt làm tùm lum đây hết rồi. Đây mình đặt nó đâu đi, mấy cầm này mình sẽ hai không nói ha. Rồi đi sơi thì cũng không có cái bát luôn, không quá chỉ đi sơi và dọc cái gút, thì mình cố gắng kiếm mũ rồi mình kiếm bát đầy đủ lại rồi có được, mà có cố gắng nhất có thể vô xe. Thì đây là ha, rớt máy là làm hết rồi. Cái này cái ốc này nó sẽ có cái đồng đời ở trong nữa, có đồng đời ở trong nữa, và nói chung là xe này thì rớt máy làm rồi, đầu lòng nè, lòng khác mới chét, lòng mà 55B đó, 55B ha. Máy nó ốc rồi, ron chân lọc là ron xanh mới đúng, ron đen. Mấy cái ống nước này thì mình kiểm tra cái ống nào một thì không có, một thì mình hai ha. Đây, dấu này nữa ha. Đây là cái dấu mọi người thấy ha, dấu sơn nè, sơn xịt vô cái máy nè. Thì chắc là chưa là xe này đi lóc bạc hay sơn bạc gì đó mà nó xịt vô. Đây có dấu sơn dặm nữa. Mấy cái ốc cặp tê này là cũng chặt vị trí hết, và dây xăng thì cũng là bình còn bình xăng, cái bình xăng này mình là bình thay mới nè ha, thì cái được các là cái bình xăng đã thay mới nè đó. Rồi dây điện chỗ này đây, dây điện chỗ này là sai hoàn toàn, nó không phải ha, ở đây đi một cái cục giờ đây đời không phải của nó nè đó. Thì mình sẽ thay phần dây điện ắc quy chỗ này luôn, sạc thì vẫn là sạc 135 bình thường không có gì hết ha, là bình xăng chúng tôi tiến hành có một gì hay không, phao xăng nữa. Hôm nay thì tay dầu bắp còn cũng ok, ốc thì cái con ốc thì tè đâu hết, thì mình mấy con này thì dễ rồi, nó chỉ đơn giản rồi đó. Đây là heo dầu, ốc cũng chặt lắc hết ha, bắp chặt hết, không biết có hư hại cái răng của mấy cái của cái bát này hay không, nếu mà hư hại răng bát thì khổ nữa, này bị gãy này ok, này đúng của nó nè. Rồi ốc cục thì cũng chặt một con, 4 số 7 mới đúng ha. Nhưng mà mình dọn dòng này nhiều rồi cho nên mình cũng biết vị trí ốc khá là thuộc. Đây là không có lông đệnh đây nha. Máy này thì rã xuống hết rồi. Rồi thì chỉ vậy thôi. Nhưng mà xe này anh nói cũng như mình cao tiền cho nên là mình sẽ cố gắng về, cố gắng đúng nhất có hỏi nha mọi người. Ổ khóa đây mắc luôn một cái miếng bát.
Ngay cái này nè, nó có một cái miếng bát chịu cổ khóa của đẹp mừng cái này, mắc một miếng bát bắt bắt ốc ngụm vô trong ha, thì không đúng như này cái này. Sườn thì mình thấy cũng có axit nó xuống thì nó cũng có ăn ngay chỗ này. Dây điện mát thì nó cũng không phải đúng của nó. Nhưng này quấn vào cái gì mà ốc phục thì ok, còn ổn. Đó thì mình coi chạy ra các nước này chắc nếu mà anh dám đủ tiền thì mình thay luôn ha. Thì cái phần dưới đây nó bị hơi mớp. Cái nước này kiểu như nó bị cong xuống rồi, cong hai bên này. Rồi ở đây thì mấy cái bát này đều cặp bậy bạ hết và bởi cái lóc. Bởi chỗ này mà cái bởi này cái này không khao, cái bởi cái chỗ này là cái chỗ mà ốc bắt không ngồi chứ không có bởi gì liên quan tới cái lóc hết ha. Không có chảy nhớt. Cái này sơn rồi ha. Sơn bắn tùm lum hết nè. Nè. Dấu sơn đó. Thì mình chú gắng mình chà máy thôi tại không có đụng máy xe này nữa, không có làm máy. Rồi chốc automatic này kia hiện này mình sẽ thay hết rồi. Thuộc thì cũng đã được mài chẳng 3 và hạ, và hình như là xe này là đi chẳng 3 của đẹp 2011. Đây. Chẳng 3 đẹp mà cũng khỏi gì thế này ha. Giờ chẳng 3 của đẹp 2011 nha mọi người. Chẳng 3 của đẹp 2011 nó ngang quá, không có nhô lên giống vậy. Hạn chi hồi nãy mình nhìn cái xe mình thấy sao nó kỳ kỳ. Nó không có giống cái tướng cái phần trước, không giống của đẹp 2010. Bây giờ phát hiện ra, tháo ra phát hiện thấy là cái chẳng của 2011. Quá nhiều cái để nói ha. Đó, anh em mua xe thì nói chung là rành thì tháo ra kiểm tra thì đỡ cực sau này. Thì mình nói trước luôn là mình sẽ cố gắng kiếm được đồ zin, đặt đồ zin những con vị trí ốc zin dày nhiều nhất, càng nhiều càng tốt. Cố nhất cái chỗ chủ xe thôi, nhưng mà có thể là nếu một số không có, một số cái không có thì mình phải chấp nhận mình sẽ đi ốc khác nha. Thì mình cũng báo trước vậy luôn cho chủ xe xem, tại vì chủ xe quay nãy giờ chắc cũng thấy biết cái tình trạng xe mình rồi ha, cũng có nhiều cái để nói lắm. Rồi thì ok vậy thôi. Áo thì bởi cũng gãy bát nhiều mọi người, gãy bát này nhiều rồi, mấy con ốc áo này kia cũng chặt lắc hết rồi, nói chung là cũng không có đúng gì hết, cho nên là xe này thì sẽ rất là tốn thời gian một tí á, chứ không có ít nữa ha. Đây thôi cho mà xem lại lần nữa ha. Ốc này mình chưa tháo này ra nó biết không? Xin nhìn nghe à, không ai hả? Đó, dây điện sườn thì hy vọng là dây điện sườn thấy còn ok, mình giữ lại được thì khỏe. Rồi, ok, thì sau khi mình hoàn thành có gì nữa mình sẽ quay cho mọi người xem nếu mà video quá dài. Rồi, có cái này mình lưu với chủ xe ha, là ngay chỗ này là bắt sai con ốc cố cái chân rồi, cho nên mình không biết bây giờ là ở trong răng nó có đúng hay không ha, răng có bị tua hay không ha. Thì sau này ví dụ như mình bắt lại con đúng ốc zin của cái giò đạp của nó mà nó không vô hoặc là hư răng cái đó, hiện thì mình báo trước cho chủ xe biết nha, tại vì ốc này là con ốc bắt của cái ghi đồng chứ không phải là bắt ốc cái chân. Cho nên là có thể là tại vì răng của nó chỉ có đúng cái con ốc ghép chân, con tán ghép chân bắt tán của cái giò đạp được bắt được thôi. Ngoài ra mấy con khác răng nó khác nha, bước răng nó khác, nên là có khả năng là cái này răng nó bị hư nha. Rồi dưới đây là cục máy của chiếc ẹt nha mọi người. Thì dưới đây mình thấy ha, bốn lỗ và đều nó bị bốn lỗ là đều nó bị taro rồi ha. Thì cái lỗ taro ở đây mình thấy không có khi nào mà nó chắc được hết mọi người. Giận kiểu gì bữa thì cũng tuôn cái đầu taro ra, thì bây giờ cũng sẽ làm lại luôn để nó tiện tiện như người ta làm lại mấy cái lỗ thì luôn đi, chứ giờ thì giận gì không được rồi đó. Sườn đã sơn tĩnh điện xong rồi ha. Bây giờ mình sẽ thay chén cậu mới nè vô đây, thay một cái chén ba mới giờ đúng 2010 và hai con ốc khóa chén cậu mới luôn. Tiếp theo mình sẽ vô một cái chống đứng mới này, đi kèm với nó là hai phụ kiện, đó chính là một cái cao su chống đứng mới và một cây cốt chống đứng mới. Trước khi mà mình ráp tiếp á, thì mình có một lưu ý cho chủ xe, đó chính là lúc trước á, là xe này đi chẽn 3 của đẹp 2011 cho nên nó cao, thì người ta cắt ti luôn rồi, lúc trước đã cắt ti sẵn rồi ha, người ta cắt ti khá là nhiều, cho nên là bây giờ gắn chẽn 3 2010 vô thì cái phần này nó sẽ rút xuống rất là nhiều ha, người thấy ti nó cũng còn khá là ngắn thì có khả năng nó cạ dè, cho nên là bắt buộc á, là cái phuộc này mình phải đem đi làm nặng lại thì nó mới không cạ, và cái ti này cũng không phải là ti hãn anh em, đó ti này cũng là ti lôn, ti hãn khi mà hỏi bên có kiểm tra thì là hai cái ti này cũng phải là không phải phải ti hãn ha. Thì cái này mình quay clip để mình báo cho chủ xe biết ha. Và cái con ốc bên đây nè,
người ta dặn cũng bị tuôn gan luôn, không phải là bị tuôn gan mà bị chéo gan đó mọi người. Thì mình cũng dặn lại luôn bình thường thôi, dặn bình thường hết nhưng mà nó bị chéo gan trong đây ha. Thì cái này mình báo trước chủ xe để chủ xe biết, sau này có tháo ra thì vẫn có nhắn tin nói tại sao bị vậy ha. Thì mình báo trước như thế cho chủ xe biết ha. Thì này máy ốc thì mình cũng xi lại rồi kia rồi. Rồi thì phuộc nó làm cứng lại thì thôi đó, để không bị cạ cái chất nước. Thì có khả năng là phuộc này nó nhúng cứng. Tiếp theo là mình sẽ lên cho chủ xe một cây phuộc Racing Boy E2. Đi cùng với đó là mình phải hai thêm một cái con ốc cũng như là con tán chân phuộc. Tại vì có một con của chủ xe nó bị hư răng và nó bị ăn sâu như một tí rồi thì có khả năng nó bị bứt ốc, cho nên là mình phải hai một con hết, và con này còn đẹp ha. Mình đang đợi thằng em nó qua, nó giữ cứng cho mình cái sườn để mình vô cái gấp luôn. Thì trong quá trình đợi nó qua thì mình sẽ vô cặp gác chân. Thì để vô hai cặp gác chân này thì mình cũng phải hai bốn con ốc gác chân về đúng zin cho chủ xe luôn ha. Đây là bốn con ốc gác chân nha mọi người. Rồi tiếp theo với cái bình xăng lớn này thì cũng đã sơn tĩnh điện rồi nha mọi người. Thì sơn tĩnh điện thì nó không có bóng được như bằng sơn hấp bình thường ha. Thì mình đã xúc rửa bên trong rồi ha. Tiếp theo là mình sẽ tiến hành mình hai một cái lọc xăng ở phía dưới. Đây một cái lọc xăng của bình xăng lớn ha, của hãng về nha mọi người. Hai dưới đây ha. Tại vì sơn tĩnh điện nhiều khi là bắn cát này kia nó dính vô rồi dính vô lọc rồi, nói chung là lọc thì cũng cũ, thấy nó cũng rỉ. Rồi bắt đầu mình hai lại luôn cho nó ngon lành luôn. Và thêm một điều nữa là cái cọng dây ngay chỗ này nè, cái cọng dây viền xăng này cũng phải tháo luôn cho mọi người. Thì mình đang đặt hãng về để coi hãng có về được cọng dây viền xăng này không ha, để gắn luôn cho nó đủ bộ. Đây là cái cọng dây điện sườn ha, và cọng dây điện này còn rất là đẹp. Thì mình đã rửa sạch sẽ rồi, bây giờ mình tiến hành mình xử lý lại những cái chỗ nào bị tróc keo hoặc là những chỗ nào bị hở này kia thôi. Nó còn đẹp ha, không bị cắt nối gì hết. Đó, những cái tróc keo mình sẽ quấn lại những chỗ này nè. Đó. Rồi với bánh trước xe này thì mình sẽ thay một cái đĩa cho sao ha, thì đúng sao ha. Hai cục ganh và cái phốt nè, một cái con tóc con tomat nè, và bốn cái con ốc đĩa, nhưng mà bốn ốc đĩa là ốc đĩa cũ, tại vì ốc đĩa mình đang đặt về ha, thì mình gắn đỡ vô thôi. Thì sau khi ốc về thì mình sẽ tháo ra và gắn ốc mới vô. Đây là bánh ha, đặc điểm bánh chỉ ra Racing Boy nó sẵn rồi, không cần hết á. Thì mình tháo phốt ra mình thay. Tiếp theo mình hai luôn cái hộp bình ắc quy nắp dây, mình hai cái cao su đỡ sên ha, và trong khi hai cao su đỡ sên đó thì mình hai luôn một cái cục căng trọng với đầu một ốc của cao su đỡ sên ha. Thì mình cố gắng về zin đúng nhất có thể chủ xe ha, cái nào mua có mình sẽ vậy hết cho chủ xe luôn. Rồi về phần bánh sau thì phía bên má đùm thì mình sẽ hai một cái càng thắng mới về đúng cho chủ xe luôn, tại chủ xe bị của chủ xe nó bị sai ha. Rồi cái trái đầu này nó xi lại rồi, bố hắn thì bố hắn hãng mình thay mới luôn. Và mình anh em lưu ý hắn là những dòng Yamaha là mình sẽ bỏ cái miếng hâm độ mòn phanh, tại vì mấy cái miếng của nó dễ bị kêu lắm mọi người, chạy xe hay bị tưng dễ bị kêu lắm, nó không làm răng nhiều giống như thằng Honda, nó làm có một răng là nên dạy nó hay bị lỏng lẻo, nó giống bị dằn nó bị kêu, mình hay bỏ ha. Còn của thằng Honda thì mình sẽ gắn, nhưng mà của Yamaha riêng Yamaha mình bỏ. Rồi tới bên phần cùi dĩa thì đây là cùi dĩa đã xử lý lại sạch sẽ trong ra ngoài. Bây giờ mình sẽ phốt này không đúng nè, sẽ cạo phốt ra, cạo mặt đạn ra, bỏ háng đóng hai phốt mới, mặt đạn mới luôn. Và xe này là lúc trước bắt ốc không đúng ha, thì mình về lại đúng luôn. Thì mình sẽ đi cùi xong zin nè. Và bốn con ốc này là bốn con ốc của ẹp 150 nha anh em. Tại vì của ẹp 2010 nó sẽ là cái miếng khóa, nhưng nó thì nó không an toàn lắm bằng cái con này. Thì mình đi con này bỏ cái khóa ra cho nó an toàn, tại vì con ốc này nó có cái đầu khóa lại nè, nó giúp cho không bị tuôn ốc khi mình chạy ha. Đó thì mình sẽ dùng cái combo này. Rồi tiếp đến cái phần bánh sau thì ba cục canh bánh sau của xe cũng không đúng luôn, thì mình mua ba cục canh mới sao cho đúng lại luôn ha. Đây là bốn con ốc đĩa mới đã giờ rồi ha, bây giờ mình sẽ tháo mấy con này ra là mình thay bốn con ốc mới vô, tức là mấy con xi thôi. Rồi lại tốn tiền chủ xe nữa rồi. Khi mà đóng mặt đạn ra thì mình đưa mặt đạn mới vô thì mình phát hiện là cái cùi dĩa này nó bị lỏng lưng nha mọi người đó. Mình thấy không? Mình rút lên lại xuống bình thường ha. Lỏng lưng rồi thì cái cùi dĩa này chung nó cũng xấu rồi nè mọi người thấy không? Đó nó cũng xấu rồi, thì thôi sẵn mình hai luôn cái cùi dĩa mới luôn ha. Tại vì nó lỏng lưng thì chạy nó cũng nguy hiểm, nó sẽ bị lắc cái bánh sau không mọi người. Cái mặt đạn bánh thì nào lỏng thì nên kiểm tra lại ha. Mình dọn thì mình chắc ăn nhất để chạy lần luôn, mình hai luôn cái cùi dĩa cho nó ngon ha.
Đây, cùi dĩa mới ha, mới xé bịch ra luôn rồi mọi người. Nãy giờ mình gắn á, thì cái trái đầu cũ này gắn không được mọi người, tại vì cái răng này kia nó hư hết rồi, thì mình mới mua cái trái đầu mới ha. Xem mới xé bịch hãng nó luôn nè. Đó, trái đầu mới. Đó, để gắn cho nó vô cho nó ngon lành luôn, chứ này nó gắn nó không được ha, tại vì cái cũ á, là cái phải cái của nó, không phải răng của nó. Rồi, thì cái phần bánh sau thì hai cái bắp tăng sơn này mình cũng hay mới, và ba cục canh này mình cũng hay mới ha, tại vì bao canh của xe cũng là bao canh rim ha, bao canh gì á. Đó, thì giờ bao canh rim luôn. Và cây cốt này thì mình cây cốt xài lại nha. Thì cái tán này nó cũng còn ok, cũng có khóa đầy đủ, nhưng mà mình sử dụng lại không khỏi mua tán ha, còn tốt. Rồi, cái bộ ba cái lò xo dùng chân thì mình cũng hay mới ha, lò xo chống đứng nè, chống nghiêng và lò xo cần thắng nè. Rồi, ở cái chẽn ba này hôm bữa mình nói ốc lô ha, thì bây giờ chỉ có ba con là zin theo xe thôi ha. Thì mình ốc thì mua không có, mà hãng không có đâu, cho nên là mình mua một con của Honda ha, zin của Honda nha mọi người, chất lượng ha. Thì mình sẽ thay hết chỗ này. Bộ quần áo mình đã treo lên ha. À, đây là bộ tem full tem đầy đủ cho mọi người. Thì bây giờ mình tiến hành mình dán tem ha. Rồi, với cái phần ghi đông này á, thì mình sẽ thay mấy cái chỗ cao su ghi đông nha mọi người, tại vì của túi xe nó cũng bấy nhầy hết rồi. Và mình nói luôn ha, cái cao su ghi đông, cái ghi đông này đáng lẽ của Edmure nó là si, nhưng mà mình nói chung mình không thích cái màu si nó ha, với lại sơn nó dễ chịu hơn. Thì cái này là cũng là sơn tĩnh điện đó mọi người, đúng là si ha, nó là si, cũng là si đen luôn á. Và mọi người cho mọi người xem luôn ha, là những cái bát này si zin lại cho chủ xe ha, rất là đẹp. Đó, vàng hồng bảy màu các kiểu luôn ha. Đây sọ khỉ nè, zin là đúng rồi cho chủ xe hết ha. Đó, bây giờ mình sẽ ráp lên luôn. Bây giờ mình sẽ vô cái về sau, thì mình sẵn mình vô ổ khóa ha. Thì ở đây mình vẫn bình thường thôi, xài ổ khóa 8 cạnh cho những dòng Edmure là trước sau, và đồng thời đó là mình thay thêm một con dây với một cái bát ha. Thì hôm bữa mình có quay cho nó rồi ha, phía sau nó không có hiếu, cái hiếu và cái ốc nó sai ha. Thì giờ mình sẽ thay lại đúng hết cho nó đầy đủ hết luôn. Rồi, bây giờ mình tiến hành mình lên máy ha. Thì mấy cái cốt máy này kia là mình đã xì là giữ nguyên ha, còn mấy con tán nó không phải nó không đúng á, thì mình đã mua một bộ tán zin hết luôn ha. Đây là bộ tán ốc treo đầu zin hết cho chiếc nhạc này luôn. Đó, nó gồm 10 chi tiết thì phải 5 con tán, đợi 11 chứ, đợi 11 đến 6 con đền. Đó, hiểu hết. À, về cái phần dây ga ha, thì mình sẽ hai cặp bao tay zin nè. Đó, rồi một cái cùm giữa dây ga này, mấy thằng Edmure nó hay giải lắm nè em ơi. Với lại một cái cọng dây ga mới cho nhẹ nhàng. Rồi mình lại tiếp tục thay chủ xe một cái cùm côn nữa ha mọi người. Tại vì cái cùm côn của chủ xe á, người ta dặn bị tua cái ốc, dính cái ốc này rồi không có lấy ra được ha. Nói chung nó cũng hư cái răng này kia rồi, cho nên là mình thay cái cùm mới này luôn. Đó, ha. Rồi mình thiếu cọng dây điện nữa, thiếu cọng dây điện này kia nữa thì mình sẽ đi mua dây điện gắn sau. Bình thường cái giò đạp này là mình sẽ đem đi si ken, nhưng mà chủ xe thích zin cho nên là mình si zin đen, mình không có đem si zin đen á, mua hẳn một cái mà mới đen luôn. Tại vì mình chia sẻ hạt luôn á, cái nước si đen á mà ngay chỗ này anh em đạp thường xuyên á, nó mau bạc lắm. Đạp chừng mới si xong, đạp chừng vài bữa rồi nó bạc cái này liền rồi, nó có xấu liền ha. Cho nên là nếu mà muốn zin muốn đen thì tốt nhất thì nên mua mới, chạy lâu bền. Và sẵn tiện thì cái lò xo này bữa mình nói rồi ha, mình thay một cái bộ đũa hắn luôn. Đó, đũa hắn của xe thì cũng hư mấy cái rang này rồi, cong dẹo thì mình thay được bộ đũa hắn mới, nó có đầy đủ rồi, so ắt con tán hơi hết nè. Và bây giờ mình tiến hành vô hai cái lốc ha. Và khi vô hai cái lốc thì mình sẽ thay mấy cái khót ha. Này là một cái khót, cái khót bơm nhớt nè, một cái khót nuôi nhớt cho dên nè. Này là một cái khót bên cái cần số nè. Đó, này là một cái khót bên cái cúp giò đạp ở đây, và cái này là cái khót trên cái cần ti côn nè mọi người. Đó, rất tốn tiền ha. Mình quên nói nữa, thì trong quá trình mà mình ấy lóc đó là mấy cái ron này, ron hai bên lóc là mình phải thay hết nha, tại vì gỡ ra thì nó sẽ tróc và mình sẽ phải cạo lại này kia hết. Và ở đây mình phát hiện ra thêm một cái đó là lúc nãy mình cạo mình thấy chỗ này chích keo thì mình không biết tại sao chích, thì phát hiện đây là nó có một cái dấu này nè ha. Đó, nó bị khuyết vô luôn. Đó, nó bị khuyết vô rồi mọi người, thấy không? Đó, hèn chi người ta chích keo thì vì cái này là có khả năng là rỉ nhớt rất là cao luôn, tại vì nó heo được nhớt đây, nó lòn rỉ xuống bên đây. Thì bây giờ cái này bắt buộc mình phải chích keo trở lại rồi. Và này có thể nếu ấy thì mình có thể tráng một lớp AB vô đây trước ha. Mình tráng một lớp mỏng ở đây trước rồi mình chích keo lại thì nó sẽ cứng cáp hơn.
Rồi bây giờ sẵn đây mình khóa cái cần thắng với lại cái cốt vừa đạp lại thì mình của chú xe một con chốt trẻ nó còn đẹp ha, thì cái đây mình thay một con mới thì sử dụng mình này sử dụng cái con của Honda ha. Rồi báo cáo chủ xe cái chỗ mà hôm bữa mình nói bị bể lốc hôm trước á thì thật sự đó là do người ta dặn ốc dài quá nó tuôn răng và nó bị cắn qua nó bể luôn. Thì bây giờ mình dặn nó có ốc bằng size đúng của nó thì nó không vô được ha, nó không có dặn được tại nó tuôn hết rồi. Thì bây giờ bắt buộc mình phải kiếm một ốc dài hơn, thì cái ốc này là ốc của Honda hết mọi người. Đó thì bây giờ mình dặn vô thì mình thấy nó vô sau được tí thì ok, nhưng mà nó bị hơi dư quá cho nên bây giờ bắt buộc mình phải cắt con ốc này một tí ngay chỗ này. Cắt ngay chỗ này một tí ha, sau đó mình dặn vô và con ốc chỗ này nó sẽ khác nào nha. Nói chung mà cũng đánh dấu cũng tại vì ốc này ốc của Honda hay nó màu trắng. Đó nó hơi dài tí, bây giờ bắt buộc phải cắt rồi, đút vô ha, còn mấy con này thì đút vô rồi dặn vô luôn đó mọi người ha. Đó, đút vô luôn tuôn hết. Rồi đây là một cái lọc nhớt ha. Rồi tiếp tục đây là một cái combo khá là khủng khiếp về cái két nước và bình nước phụ. Thì hôm bữa mình đã quay cho anh em xem rồi ha, người ta chế bình nước qua một bên đó, thì bây giờ muốn về riêng lại thì phải mua lại tất cả mọi thứ luôn. Thứ nhất là két nước bị cong ha, thì đã mua một cái full một két nước mới quẹt đầy đủ ha, nó sẽ bịch ra luôn. Rồi đây không có bát thì mình phải mua nguyên một bộ bát két nước nè. Rồi ống cắt nước thì nó cũng bị mục và cũng bị sao hư ống tùm lum. Rồi mua ba ống rồi cắt nước nè, cái bình nước phụ nè thì mua mới, bình nước phụ cũng cũ hay xấu ha. Rồi cái cao su bị đứt nước này kia không có thôi ha, thì mua luôn. Đây là cái dây điều tiết của cái bình xăng con không có phải mua luôn nè. Giờ đây nè, dây cộng hưởng của cắt nước rồi ống hơi nè cũng mua luôn ha. Đây này là dây thông máy từ cái thông hơi lên cái đầu bộ xử lý khí thải nè. Đây là cái dây từ cái két nước xuống cái bình nước phụ nè. Đó mọi người thấy ha, rất là nặng tiền về cái phần này luôn đó nè. Rồi thì mình cũng về một cặp bát bửng riêng cho chủ xe luôn nha. Rồi tiếp tục chuyên mục hai mới ha. Thì xe này nói chung là hai mới thôi chứ như hết ha. Hai cái nút qua lăng mình sẽ về riêng lại ha, mình sẽ đi kiểu ha. Cái tuy thâm nhớt thì hai luôn, không nói rồi ha, tuy thâm nhớt thì nhớt, xe cũ nó bấy nhẹ cái đầu hết rồi. Rồi ở đây, cái cần kéo côn này á, của chú xe nó bị giải cái bát nè, cái giải bát này mọi người, nó chịu dây côn vậy ha. Cho nên là mình thay cần mới luôn, đây, đó, hình lương nó ha. Rồi, không phải thiếu, đó là một cọng dây côn. Đó. Tiếp theo bây giờ mình sẽ thay một cặp tay hắn mới ha, đó, về riêng luôn. Rồi thì cái con ốc tay hắn thì mình sẽ đã ok này, con ốc tay côn của chủ xe là bị hư rồi, bị tuôn hết rồi kia rồi, người ta dặn không ra thì mình thay con ốc tay côn mới. Còn đây là bộ cao su ghép chân sau ha, thì nó từng món người dẫn phải đáp vô ha. Rồi bây giờ mình sẽ vô sên nha, thì sên mình đi sên rất to như bữa mình đã nói rồi ha, mình trước sau và đĩa vẫn rồi nhiều như nhông với sên. Rồi tiếp theo ha, thì mình sẽ hai luôn một cái phao báo xăng luôn, tại vì mọi người thấy nè ha, đó con chú xe nó bị bị gãy với cái chân ở trong nè, nó đã báo hồn báo xăng không còn ấy nữa ha. Thì mình nói chung mấy cái này nó hay lắm, nhưng mà cái nào mà hư buộc ấy nó hay à, nó bị gãy với lại mấy cái chân nhẹ lỏng hết rồi, nó không còn báo tốt nữa thì mình không báo xăng mới. Rồi cái miếng này thì nó xi lại ha, cái miếng trên nắp nè, cao su thì mình sẽ tháo bên này qua và mình sẽ hai luôn bốn con ốc từ cái nắp báo xăng ha. Đó, đúng vậy, riêng luôn của chú xe của nó cũng chặt lắm. Mấy con ốc bắt cái bát tăng sơn này thì mình sử dụng mấy con ốc của Honda nha mọi người. Đó là con một con đầu 10, con đầu 12 ở trong là 6 ly ha. Rồi tiếp tục chuyên mục bên đây thì mình sẽ mua một cái cốt vừa đạp ha. Giờ đúng của nó nè, rồi thứ nhất nè, cái hai là cộng dây stop chân. Đây, hai. Rồi con ốc cốt gấp giờ đúng luôn. Rồi cái là cái cao su với thâu treo vô chỗ này. Đó, cái của xe thì cũng bể một vị kia về đúng luôn. Rồi để cho bây giờ mình cảo được hai cái bù rong rồi đó, thay đỡ được hai bù rong, mình sẽ thay bù rong mới với ốc mới thì kia vô bắt vô luôn nha mọi người. Rồi tiếp tục chuyên mục 2 thì ở đây mình sẽ thay cộng với dầu mới nha. Giờ của xe đã bị tét đứt rồi, tiếp tục nè. Cái bát ngay tới đây nè, ổ khóa đây có cái bát nè, không có ha, thì mình mua cái bát đúng đó luôn, nhấn vô luôn. Cái bát ngay chỗ này thì đã xi lại nè, đó còn ok. Còn cái bát dây hôm bữa nó giải mọi người thấy không, thì mua cái bát mới, đó.
Rồi tiếp theo mình sẽ làm cái bộ heo dầu ha, thì heo dầu cũ mình đã sơn lại ha. Mình bí chừng nào mình bí lắm thì heo dầu hư mình mới hay thôi. Rồi đây, sơn lại mình đã rửa vệ sinh sạch sẽ bên trong. Rồi, bây giờ tiến hành hai pot ha, thì mình sử dụng pot của Honda nha mọi người, thì vẫn sử dụng được tại vì thằng Yamaha nó bán chung với hai bít tông. Và hai bít tông này còn ok, không có bị lủng gì hết ha. Thì mình sử dụng hai pot này. Đây là hai pot để chắn bụi bên ngoài. Và mấy cái này thì xì lại, bố thì sử dụng bố hãng tại vì đĩa hay mới thì sử dụng bố hãng nó ngon. Khi nào mà đĩa cũ thì này có thể đi bố Elite ngoài hoặc là bố những bố Thái này kia bình thường, còn đĩa mới thì cứ đi bố hãng cho mình. Rồi mình đã vô heo dầu vô bố xong hết mọi người. Bây giờ mình thay luôn hai con ốc và ốc heo dầu ha, về đúng đó luôn ha, con ốc đây này. Rồi đây lại cục dây công tắc bên tay côn ha. Rồi tiếp tục thay thì mình mới giờ được bộ bao tử nè, nắp, lửa trâu và có cả cái lọc cạn luôn, hay là bộ bao tử của thằng Nhật nhỏ. Rồi mình bắt xong cái này vô rồi ha, bây giờ mình sẽ vô lọc gió mới nè. Mình về đúng một cái cổ dây zin của Yamaha luôn ha. Nắp hiện là mới rồi và bốn con ốc này hôm bữa mình nói bốn con ốc lô ha, thì bây giờ mình đi lại bốn con ốc. Không phải là zin của đúng của nó là con ốc đầu 8 ha. Nhưng mà bốn con này là bốn con zin của bầu lọc gió Honda nha. Đó, bốn con có dư ha, nhưng mà nói chung là nó si nó cũng tại vì bốn con này nó cũ quá, nó si lại nó cũng hơi xấu. Vậy là bốn con lọc gió zin của Honda nha mọi người. Anh em nào nhìn anh em lại anh em biết ha. Anh em nào thợ nhìn là biết liền. Mình sử dụng vô đây. Đó ha, chứ không dốc lô nha. Rồi ở đây mình có dư một cái miếng chặn. Cái miếng này nè, nó làm cho lọc gió chặn ha, thì có dư thì mình tặng cho xe không tính tiền ha. Rồi hôm bữa anh em thấy là cái bát IC này hôm bữa là người ta cắt để hạ phục hay là giải gì đó thì không biết ha. Thì bây giờ mình làm bát IC mới nè. IC này không có cao su treo IC nè. Đó, mình mới đặt hẳn về cao su IC mới luôn. Và mình rất là tiếc khi mà mình đặt về không được cái viền cái bảo vệ bình xăng này mọi người. Mình không đặt được cái bảo vệ bình xăng này ha, thì sẵn đây mình cho mọi người xem luôn. Đây là những thứ mình đặt hẳn là tới nay nó mới về. Thì đây là hai con ốc. Đây là ốc bô nè. Đây là hai khâu nè. Đây là con ốc bô. Ốc bô. Chắc mình sẽ quay sao ha. Đây. Đây là hai cái khâu và hai cái ốc ở vị trí bình xăng chỗ này thì có ha. Nhưng mà hai con ngay chỗ này không có. Của chủ xe chỉ còn đúng một con thôi. Thì lát mình sẽ bắt một con kia mình sẽ kiếm một con nào nó tự giống mình bắt ha. Thì ha này nè ha. Cái viền bảo vệ bình xăng cái này thì đặt không có rồi, cho nên là bắt buộc phải chấp nhận rồi, tại vì thằng em mình là trong hãng nó nói là ngưng sản xuất rồi, nên bây giờ là không có rồi, bó tay thì chấp nhận thôi. Còn mấy này có thì mình lấy thôi, cái thằng ốc này cũng không có. Rồi anh em thấy ha, cái dây này nó sẽ nằm cái gì ha, và cái bát này nó sẽ chặn ngay này nè. Đó, rồi tiếp theo hai tiếp nè. Đây là cổ dây mình chưa gắn ta. Rồi đây là cộng dây mát. Đó, dây mát zin. Cộng dây dương bình. Rồi, cộng dây dương bình xe này hôm bữa không có đồ lẻ đời luôn. Thì mình sử dụng một con RR đời của Honda nha. Con này con chính hãng Honda nha anh em. Đó, Mitsubishi ha, đợi mình tháo bịch ra rồi á, để mình so với cái cục một cao su này nè. Đấy, với cục cao su treo IC nè, treo cục rơ le nè, tại vì xe này không có cục cao su luôn. Thì cái miếng này mình có dư cho nên mình tặng không tính tiền. Còn mấy cái này mình mua hình tính ha. Rồi bây giờ mình vô một cái bô mới ha. Thì bô chủ xe lủng này kia rồi, chủ xe cũng kêu mình đi bô mới ha. Thì một cái ron bô nè, ron bô hãng ha. Là hai con ốc bắt bô một con đây, con đây em nói ha. Và mình mua không được hai con lông đền nha mọi người. Mình mua không được hai con lông đền cái này và cái này, cho nên mình lát mình phải sử dụng cái lông đền xi trắng này. Mình phải kiếm những cái lông đền xi trắng mình gắn mà, chứ lông đền mình không có. Ốc thì mình có nè. Rồi bây giờ tiến hành mình thay nhớt rồi mình đổ xăng gắn bình này kia vô để cho nó tự nổ máy rồi sao ha. Rồi dầu mình mới lấy xong ha, cái nắp này tay dầu này sơn lại ha, bây giờ mình thay hai ốc tay dầu nè. Rồi tiếp theo mình sẽ vô cái bộ gác chân này kia ha. Và ở đây tuy là hôm bữa là xe này đi bằng số 6 ha, nhưng mà mình mua mới cái luôn để cho mấy cái này, mấy cái tiếp này nó đẹp mọi người. Dưới cao su rồi mấy cái sao nó đẹp ha. Cái xe này dọn tới đây rồi. Cái mấy cái gần chân nói chung là mấy cái này nè. Người lâu ngày nó trong nó quẹo thì thôi, tôi biết mình thay mới là đẹp nhất ha. Trong nghiêng mình chưa biết nó có bị nghiêng quá hay không, với lại cái bộ gác chân nữa nè. Đó, bộ gác chân mới hoàn toàn luôn ha. Nó full tục nó chạy chi tiết luôn, tại vì anh em chạy hay bị nó bị cong quẹo này lắm, mất phục cái này là mình phải ấy cho nó đẹp luôn, hoàn hảo xe rồi. À mình quên nữa ha, để anh em gắn được cần số 2 chiều anh em phải mài bớt cái này một tí nha.
và bớt nặng tí, và ở đây mình hai bốn con ốc cái chân mới giờ đúng nó luôn hang. Và phía dưới đây thì mình đã taro mấy cái chân ốc lại rồi mọi người thấy không, đó hôm bữa là không có bắt được cái gì hết á. Rồi bây giờ gắn cái dẹt trước dưới lại cái cặp te vô hang để mình rửa xe cũng như là mình kiểm tra coi nó có bị đụng này hay không. Thì khi mà gắn cái dè này thì mình cũng dời bốn con ốc luôn, dời bốn con ốc dè luôn ha, con ốc dè chỉ là hiếu khâu thôi, hiếu khâu dè thôi, tại vì khâu dè nó khác con cặp te. Thì đây là hai khâu cặp te, còn khâu dè thì không có ha. Thì nói chung gắt bắt cái bờ bông đền cũng được, không có em nhỏ hết nha anh em. Đúng nó, đúng của nó là sẽ là cái khâu trong con ốc lông đền đó ha, còn này mùa đặt bốn cái khâu không được thì mình bỏ bốn cái khâu đó cũng không có nhầm nhò hết ha. Rồi báo cáo chủ xe là con ốc trong đây ha, là nó bị ta dặn là nó bị quèn cái lỗ bự lắm rồi, không có bắt được cái ốc 6 ly nữa ha. Thì bây giờ mình sử dụng cách đó là bắt một con ốc dài, mà ốc dài từ đây đâm thẳng qua đây luôn, và nó dư sẽ đưa một khúc, sau đó mình sử dụng con tán mình bắt phía trong ha, chứ cái này là không có taro. Nếu mà làm vậy đi chứ khỏi công taro loại ha mọi người. Taro thì qua đây nó bự, nó lỗ nó bự nữa, thì qua đây bắt ốc 8 ly nó xấu lắm. Thì mình sử dụng vậy để vì con tán nó cũng che phía trong ha. Thì chỗ này sẽ bắt được ba con ốc, và chỗ này sẽ bắt một con tán ha. Rồi thêm một cái bệnh nữa ha, đây là khi nổ máy ha. Ở đây có tiếng hú này nè. Đó, cái tiếng hú này là do cánh qua cái phốt với cái cốt của cái bơm nhớt này, để bơm nước này nè, nó lâu ngày nó mòn rồi nó hú nha. Đó thì chắc lúc trước là do cái mô nổ này kia, mình nghe hết giờ mình nghe thấy nghe này. Đó bây giờ mình tháo ra kiểm tra phốt với cánh này bên đây ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay một vòng cho mọi người xem ha. Mình mới rửa xong cho nó bớt bụi lại, tiến hành ráp áo này kia ha. Rồi từng chi tiết luôn ha. Đó. Rồi máy móc, máy thì hồi bữa giờ hai sơn này kia đó mình đã ráng là tẩy rửa này kia lại hết sạch sẽ ha. Ốc ép thì mình tháo ra xì lại. Ha, như điện sườn này đó sạch sẽ, mấy cái ống thì mình thay hết được rồi, nó rất là sạch luôn ha. Lóc máy dàn chân từng chi tiết bên trong ha, chỉ hiếu mỗi cái dây bình xăng này thôi, cái giỏ xu bình xăng thôi, nó ngưng sản xuất thì bó tay rồi. Sẽ bô mới, bánh mới rồi, cái bên đây nè đó. Đang cần chi tiết luôn ha, cụ dĩa mới này kia hết luôn nè. Dây mát đầy đủ ha, bình ắc quy này kia. Bộ lông móc máy này kia cũng mới tinh, rất là đẹp. Bơm nước này kia đầy đủ hết. Máy khoe mấy cái này cũng kiếm đầy đủ cho chủ xe hết ha. Nước mát. Sơn, có những cái chỗ này mấy cái này về nó còn dính sơn hình ấy không ra ha, hình ấy chấp nhận thôi à. Quá đẹp luôn, xe này thật sự là quá đẹp luôn. Hôm nay nếu mà mình muốn mình chấm sơn vàng cũng được, nhưng mà thôi không cần chấm sơn vàng mấy ốc này, tại vì là cũng quá đẹp mộc rồi. Và về này thì còn khoảng tầm 5 phân nữa mới cả các nước nha, nhưng mà phuộc nhúng hay cứng ha, thì đèn báo trước để chủ xe biết luôn phuộc nhúng hay cứng, chứ không cứng thì sẽ bị đụng các nước. Quá đẹp. Rồi bây giờ bắt đầu ráp áo dần vô ha. Trước tiên mình sẽ ráp cái đuôi đèn hậu, thì đây là cái đuôi đèn mới ha. Ngày xưa là chủ xe đuôi đèn của Abbi. Đó thì đèn hậu mới đập hãng ra luôn rồi ha. Rồi ngoài cái đuôi đèn hậu này mình thay thêm gì? Là cục cao su ngay chỗ này. Rồi và hai cục cao su bên đây. Đó. Hai cục cao su đèn hậu hai bên nè. Rồi mấy cao su áo gồm con dưới đây nè, ở đem nữa ha. Nó gồm một con đó, một con bên đây, một con bên đây, và hai con hai áo bên này và hai con dưới đây nữa. Thì lát mình làm gắn cái đầu mình sẽ qua tới đó ha. Rồi người thấy ha, đây một cục cao su này lắp băng cá, đây một cục, hai cục, ba cục nè, đây một cục là bốn cục nè, cục hơn dưới đây là năm cục, hay năm cục cao su dài chỗ này. Rồi tiếp theo là mình sẽ gắn cái mang cá phía bên đây nha. Đó, vô đây cao su mới rồi ha. Rồi mấy này dặn rồi. Thì cái mang cá này là cái mang cá này ha. Rồi trong mang cá đó nó sẽ có một cái cục cao su và một cục canh nữa nha. Đó, mình thấy một cục cao su, một cục canh nữa nè.
rồi và đồng thời mình có kiếm được cho chủ xe hai con ốc Thái của mang cá này. Đây con ốc này, hai ốc ở số 9 này mọi người đó, có Thái Lan, có Yamaha Thái Lan ha, được hai ốc mang cá zin luôn. Rồi bây giờ mình sẽ vô phần dàn đầu để mình canh tay hắn này kia ha. Thì đây mình sẽ thay cái đồng hồ mới nha. Hôm bữa đồng hồ chủ xe nó bị bể hoặc sao ha, thì nó quay cho anh em coi dạng đó. Bây giờ mình vô đồng hồ mới luôn, đồng hồ công tay nó sẽ rẻ hơn đồng hồ của công tự động nha anh em. À mình quên nữa ha, mình vô cặp cụm mới luôn ha. Thì cặp cụm này thì nó là cái chui H4, chui bự ha. Thì lát mình sẽ lấy cái chui ấy mình câu lại luôn, chui đúng của đầu nhỏ ha, này là chui đầu lớn. Rồi khi mà vấn đề xảy ra nữa ha, thì cái công tắc phanh chân á thì mình hay ok rồi ha, công tắc phanh tay bây giờ không ăn á, nó không trả đèn sao. Thì bây giờ mình có sẵn một cái riêng của Honda thì mình hay lên chiếc xe ha. Rồi tiếp theo mình sẽ gắn dây công tơ mét ha, một con dây công tơ mét mới và cái này ha. Mình sẽ không đi móc kim, mình đi cái móc inox này để bắt ốc cho nó chắc hơn nha mọi người. Xe này do hạ phục thấp quá cho nên gắn cái dây công tơ mét của nó vô thì nó hơi dài á mọi người, cho nên mình sử dụng một dây của Sirius Yubi nha. Nó sẽ ngắn hơn được một tí thì nó đẹp hơn. Rồi bây giờ vô phần đầu ha, thì cái đây là cái đầu cũ chủ xe ha, còn rất là đẹp. Nó là mới, không có gì đáng gì để thay ha. Nhưng mà mình thay hai bắt kẹp nha mọi người. Tại vì cái bắt kẹp của chủ xe đem gắn cũng không đúng ha. Của Yamaha sẽ nhỏ hơn như này, này là của Honda này, người ta gắn sai chủ xe nên mình gắn lại bắt kẹp đúng của nó ha. Nó mới chắc, nó bám nó chắc hơn. Rồi đây là một cái bộ dây đèn ha, dây đèn chuyển về pha nhỏ mới ha. Bây giờ mình sẽ câu làm thế nào để sau này ví dụ như chủ xe cứ muốn lên pha dinh bắt thì vẫn giữ cái chiếc này. Tức là mình chỉ bấm mấy cái đầu này vô mấy cái móc này thôi mọi người, sau đó mình quấn theo lại ha. Sau này muốn lên chó dinh bắt hay này kia thì khỏi có công máy, chứ giờ anh em cắt này thì sau này không có để nói rồi đâu. Rồi bây giờ mình bắt cản vô ha, thì cản này đúng của đời đó, chứ là màu đen ha, nhưng mà màu xanh dinh đẹp hơn. Thì mình dài 4 con ốc cản zin luôn cho chủ xe nha, thì chưa bắt ra 4 cái con ốc lô, là 4 ốc zin ha. Rồi trong quá trình gắp quần áo thì mình đã chuẩn bị các loại ốc để mình thay ha. Ví dụ như 4 con này nằm ở cái ốc áo vào vị trí ở 4 là chỗ này nè ha. Thì mình sẽ thay hết, nói chung mà xe dọn cao tiền những cái này mình sẽ về kia thay hết. Và mấy cái ốc này lục giác, lục giác 4 nè, thì mình nói chung mua là 50 thôi vậy đó. Rồi mấy bát kẹp nữa nè, thì bát kẹp nào là zin đó thì mình giữ lại, mình xi lại này kia. Còn bát kẹp ví dụ như sửa xe mấy bát kẹp lô này thấy không, thì mình sẽ bỏ ha, mình giờ bát kẹp riêng sửa xe đấy, kẹp riêng này. Rồi thì bây giờ mình về hai cái ốc mặt nạ zin luôn ha. Đây là hai ốc mặt nạ zin, nó có hai cái khâu ở trong nữa nè mọi người đó, đúng zin nó là vậy ha. Thì hai cái demi này cũng là demi cũ sửa xe, nó cũng còn mới, còn ok đẹp lắm ha. Rồi tới giai đoạn cuối cùng rồi ha, thì bây giờ mình có một miếng lưới nè, bắt dưới này cho nó đẹp luôn ha. Miếng lưới bắt vô cái lưới phải. Rồi hai cái dưới đây, hai cái đây thì nó có gần có hai cục cao su và hai cục canh. Thì hai cục cao su mình có dư cho nên mình tặng chiếc xe, còn hai cục canh này mua cho nên mình tính tiền ha. Rồi cái giai đoạn cuối cùng là mình gắn một cái ba ga tĩnh điện với lại tặng cho chiếc xe những chiếc xe một cái thêm thông số gấp đúng 2051 cỡ là lên hình. Rồi thì cái quá trình đó là mình đã quay cho mọi người xem hết rồi, bây giờ mình sẽ cho mọi người xem tổng thể qua một lần nữa là như xong ấy, chứ mình không có review nữa ha. Thứ nhất là cũng đang bệnh, thứ hai là đã quay hết rồi, không có gì để nói cho mọi người xem, cho mọi người coi lại một vòng con xe này từ trên tới dưới, từ trái qua phải đó. Quá đẹp luôn, không còn gì để nói nữa ha. Xe này đường đồ mình hay nhiều quá rồi. Từ trong đến cục máy, kiếp nước, mấy con bù rong, ốc của bồ đó, cuộc hạ hơi sâu. Rồi qua tới bên trái nha đó, nhâm sinh dĩa mình cũng phải đi lại nhâm sinh dĩa 9 ly ha, thì mới bắt cái cùi dĩa zin này được. Với 7 ly phải chim lông đền này kia, do lúc đó người ta chim người ta bắt cái con ốc luôn chứ người ta không có xài tán hết mọi người, thì bắt buộc mình phải về lại lưa nhâm sinh dĩa riêng luôn. À xin lỗi, nhâm sinh dĩa chính ly đó. Đó rồi, xem ha, quá đã luôn đó. Xe này máy móc mình không có đụng chạm nha mọi người, nó không đụng chạm ha. Đây là trần trong yên nè đó.
dây điện này kia không hoàn chỉnh. Yên xe này có sẵn chủ xe này ha. Rồi, còn đồng hồ tay mới, cầm thì cũng là cầm zin, không đi cầm NPS. Đang can từng chi tiết. Đầu từ trong ra ngoài và dàn chân sơn tĩnh điện hoàn toàn luôn nha mọi người. Sườn nó cũng tĩnh điện luôn. Rồi thôi mình kết thúc video tại đây nha. Hôm nay mình chỉ quay vậy thôi. Thứ nhất là cũng đang bệnh, thứ hai là đã cho anh em xem hết rồi nên không cần quay nhiều nữa. Rồi cảm ơn em xem hết video nha. Anh em nói những cầu dọn xe cứ liên hệ mình. Và bây giờ mình chỉ nhận những xe không hói nha mọi người. Mình nhận một xe từ 3 tháng, 4 tháng này kia ha. Rồi cảm ơn anh em.